phát niềm vui sẽ hóa giải hận thù. À, nghe câu này phái. Phát niềm vui hóa giải hận thù. Khi mình ghét ai rồi mà cái mặt mình nhăn nhăn là nó hận càng hận thêm. Nó đúng ra là nó mới có bực bội thôi, nhưng mà cái mặt đầm đầm đì đì là nó hận luôn. Nó càng ngày nó càng nặng thêm quý vị. Quý vị để ý rõ ràng không? Để ý mà khi mà mình với ai giận nhau, nó chỉ là một cái việc quá nhỏ, nhưng mà do hai cái bộ mặt nó bự ra, chành bành cái mặt ra, xệ xuống, mà nó sanh ra cái hận thù lớn. Ví dụ như bây giờ hai người mình vừa giận nhau, mà bữa sau lại mình gặp nhau, mình chào nhau cái mình cười cái là quý vị thấy cũng quá giải liền. Nhưng mà gặp nhau, vừa gặp lại, bữa sau gặp lại nhau một cái là phải là tăng thêm sự quán thù của ngày thứ hai không? Còn ngày thứ ba gặp nhau hách thêm cái nữa thì tăng hận thù ngày thứ ba. Mà tăng hận thù tới ngày thứ ba nó hơn ngày thứ nhất, tại vì nó kéo từ ngày thứ nhất cho tới ngày thứ ba mà. Nên niềm vui quá giải hận thù, đúng quý vị? Niềm vui quá giải hận thù. Nên tại sao người ta đi chùa mà ta đi hoài mà không có lợi ích? Vì người ta không nghe pháp. Người ta cứ đi long nhong, người ta đi cầu Phật Bồ Tát ban cho người ta này kia, biết rằng là mình đi đến mình quỳ trước Phật, mình lễ lại, mình cầu nguyện cũng là một điểm nương tựa của phàm phu. Nhưng mà Phật không phải nói điều này, mà Phật nói là Phật phải chỉ dạy mình để bản thân mình phải hiểu, rồi bản thân mình hóa giải mình. Phật là một bậc đại trí tuệ, nên Phật đem phương pháp mà Phật đã làm được chỉ chúng sanh, chứ không phải là mãi mãi chúng ta dựa vào Phật mà không biết dựa vào mình. Hiểu chưa? Nên nhiều người ta đi chùa mười mấy hai chục năm mà tại sao người ta không có kết quả? Vì bản thân người ta không nghe được Phật pháp, không nghe giáo dục gì hết, mà toàn là người nói Phật pháp, toàn là nói chuyện trên trời dưới biển, không sao nghe được đây, sao mà áp dụng được đây quý vị? Tại sao nhiều người người ta nghe Phật pháp người ta lại tiếp nhận mà ta được lợi ích? Là vì người ta nghe đơn giản và ngay người ta. Thí dụ như quý vị ngồi như vậy mà chịu nóng được, mà quý vị nghe là vì quý vị nghe chúng ngay quý vị, vì mới nghe đơn giản thôi. Ai mà nói xấu mình là mình thích nghe. Phàm phu mình nó kỳ cục, nói xấu ngay mình là mình sẽ lắng lỗ tai mình nghe, qua bức tường mình còn cố gắng nín thở để mà nghe. Vì coi có nhiều bà nhiều chuyện mà bên kia người ta nói cái này kia, mà mấy bà đưa lỗ tai vô bức tường mới nín thở để bà nghe bên đó coi có nói bà cái gì không. Ví dụ như bà Trần Thị Manh, mà người ta nói cái bà Trần Thị Xanh, vì mà bà nghe thoáng thoáng thì bà nói nó nói manh kìa, nó nói manh kìa. Thế tao nghe kỹ câu nó, coi tao mà nghe ngay câu manh là chết chứ tao cho mà biết. Thấy chưa? Là nghe nói mà châm chích ngay mình là mình rất thích nghe, mà nghe không buồn ngủ. Thấy không? Nghe không buồn ngủ. Tại vì châm chích ngay mình là mình không bao giờ buồn ngủ. Thấy không quý vị? Thấy rõ ràng phàm phu mình chưa? Nên giảng pháp giảng làm sao mà chích ngay họ. Thì họ sẽ không có ngủ. Còn mình nói chéo chéo ở ngoài không á, đâu có dính ngay họ đâu mà. Nên họ nói ngủ. Thấy không? Nên rõ ràng chúng sanh á, cỡ nào thì cỡ cũng phải động đậy họ, chứ không có để cho họ yên được. Đúng không? Vì thấy quý vị nằm mà ta để cho quý vị yên là quý vị ngủ à, mà cứ lọ mọ động đậy hoài không có ngủ. Nên nghe pháp mà không ngủ là phải động đậy họ. Thấy chưa? Rõ ràng không? Còn khi động đậy họ không ngủ rồi, lúc đó mới tìm ra thời cơ để đưa cái câu nói
Phật pháp vào cho họ nghe được một câu, lúc đó họ thấy thấm. Thấy không quý vị? Này quan trọng không? Nghĩa là đang giảng pháp mà đang nhìn thời cơ, nhìn thời cơ chín mùi, rồi bắt đầu đưa một câu Phật pháp, họ được một câu, hai câu, thì vì thấy cái chuyến đi nghe pháp người ta được lợi ích rồi. Còn nếu không mình nói cả trăm ngàn câu Phật pháp, lời Phật dạy không mà nó ngủ hết trơn. Nó nói không có giống họ, không có dính, không chúng đâu vào đâu hết trơn. Trời ơi, nghe hoài mà sao tôi không thấy tôi dính chỗ nào? Thì nó đi ngủ không, và nó nghĩ đến nghe luôn. Và cái tâm đóng lại rồi thì cái thời tiết này nó nóng bức vô cùng. Nhưng mà nói mà chúng ngay họ thì bắt đầu là họ tỉnh. Mà họ tỉnh mà họ cười gì, thời tiết đỡ nóng. Thấy chưa, hay không? Ở gì? Đó, mới vô á, chưa có ngủ nên cái câu đầu tiên là được tiếp nhận tịnh độ một chút rồi đó. Thấy có vốn rồi đó, đúng không? Nó từ đó về sau tha hồ chơn. Có vốn rồi. Chứ nếu không có một chút nào chơn á, quý vị để ý như Đức chia sẻ Phật pháp đi. Câu đầu tiên những đức ưa lấy kết luận làm đầu lắm. Để làm chi? Để quý vị được nghe câu đầu tiên, rồi từ đó về sau kéo rộng ra thì tha hồ hứng hở. Hiểu chưa? Cũng được cái vốn đầu tiên rồi. Còn nếu không á, họ không biết ở điểm nào nữa, lẫn lộn bên trong họ không biết điểm nào hết trơn á. Nên á, cô giáo Lưu Thứ Văn cũng nghe pháp và tự tin không kỹ đến mức mà cậu nói rằng một tiếng đồng hồ là trong đó chỉ có 1-2 phút phiền khỏi chi âm. Nên tại sao quý vị nghe hoài mà quý vị không biết cái quyền thoại chi âm? Vì nó lẫn lộn bên trong nhiều quá, quý vị không thấy cái câu quan trọng. Nên nghe mà không hành được nên không thấy được quyền thoại chi âm. Đúng không? Đó. Nên bây giờ chúng ta nghe tịnh độ thù thắng như vậy, mỗi một con người mà phát niềm vui, mà trong tâm vừa nhớ Phật một cái thôi, quý vị biết rằng là cái ánh sáng này là như quang minh phổ chiếu, quý vị nghĩ cỡ nào chưa? Nên sắc diện nè, nhìn sắc diện này thấy chưa? Tại sao cái pháp hội mà chia sẻ Phật pháp của mình quay phim lên nhìn ta đẹp lắm, mà nhiều người người ta coi là người ta muốn lại đây người ta tu à? Quý vị biết đó, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp á, là tất cả những người ở trong pháp hội của Đức Phật, từ chư Phật Bồ Tát, bậc A La Hán, rồng chờ người, quỷ thần, dạ so, tất cả loài đều ở trong pháp hội đã được nghe pháp á, là ai cũng đều sanh tâm hoan hỷ dữ lắm. Mà họ không có vỗ tay như mình gì. Tại sao vậy biết không? Tại vì họ nhập trong thiền định, họ có khả năng đó. Còn mình bây giờ trải qua gần 3.000 năm, bệnh mình nặng quá, mình không có nhập trong thiền định, thì mình phải hiện tướng vỗ tay. Hiểu chưa quý vị? Mình và họ hoàn toàn khác với nhau. Cái người mà căn cơ sâu á, người ta sẽ sanh pháp lạc từ tâm để cảm tâm. Còn mình bây giờ á, mình mà không chịu vỗ tay á, là nó cảm ngủ. Đừng có nói chuyện giỡn chơi. Cái này là 100% luôn mà. Cái căn tính mình và căn tính người xưa hoàn toàn nó khác với nhau dữ lắm. Nên Phật pháp theo đó để mà dạy người làm sao cho con người ta được lợi ích. Nên Đức Phật chỉ điểm cái pháp môn tịnh độ này là pháp đại thù thắng. Vậy thì người niệm Phật niệm như thế nào? Thì niệm A Di Đà Phật. Lòng tin của mình tin A Di Đà Phật vô cùng. Như hôm qua Nhị Đức nói một câu rằng, cái người niệm A Di Đà Phật mà gán niệm để mà cầu được cái gì là người này sẽ bỏ niệm Phật à. Còn cái người niệm Phật mà mình bị tan nhà mất mạng, bị tùm lum tai nạn, chuyện này chuyện kia đến với mình, mà mình vẫn tin, mình vẫn niệm, mình biết niệm Phật là lợi ích. Cái công đức niệm Phật nó chuyển cái nghiệp nặng trở thành cái nghiệp nhẹ, chuyển cái nghiệp tam đồ trở thành hoa báo thế gian. Mình tin điều này, dù gặp kiếp nạn gì mình cũng niệm Phật. Người này gọi là tín nguyện niệm Phật, không bao giờ bỏ cuộc. 100% không bao giờ bỏ cuộc. Còn cái người mà niệm mà háo hức niệm để cầu cái gì là họ sẽ bỏ cuộc. Vì họ cầu không được họ sẽ bỏ liền à. Nên cái người mà người ta mới lễ Quan Âm Bồ Tát, chương trình lễ Quan Âm Bồ Tát mà người ta lễ đó, quý vị chỉ cần cầu là có cảm ứng liền. Tại vì sao quý vị biết không?
Đơn giản thôi, kẻ phàm phu những đức. Gặp một người mới đến chùa tu, họ xin cái này cái nọ cái kia là những đức cho liền. Vì sao vậy biết không? Vì thấy họ là người mới đến tu nên ưu ái cho họ. Hiểu chưa? Nên tại sao mà cái người mới đi đến chùa thường có gặp nhiều cảm ứng? Vì Phật Bồ Tát từ bi, thấy cái vị mới đến chùa tu nên cho cái vị cảm ứng, để cái vị thích, cái vị vui, để vị đi đến chùa tu. Nhưng tu lâu rồi vì sao không còn cảm ứng gì nữa hết trơn? Cái cảm ứng này là từ quý vị ứng cảm, chứ không còn quý vị nhờ cái cảnh bên ngoài nữa. Nguyên lý này mà hiểu rồi thì người tu mình sẽ rất bình tĩnh, rất là an định. Có nhiều người nói rằng ngày xưa mới tu sao mà thấy hậu quang Phật chiếu chiếu chiếu. Tu thêm 10 năm sau sao thấy tắt quẹo. Hiểu không? Từ nơi đó mà người ta lại thối tâm, do người ta không được nghe pháp, người ta không được sự nhắc nhở chỉ dạy nên người ta bị thối tâm, mày thấy chưa? Nên mình đã được nghe rõ ràng hết trơn rồi. Bây giờ mình tu mà không thấy cảm ứng gì nữa hết trơn là do mình tu đạt. Mình tu đạt nên không có cảm ứng gì nữa hết trơn á. Hiểu chưa? Còn mới tu là chưa có đạt nên mới có cảm ứng. Để cho mình thích mình tu. Nó nguyên lý vậy đó, rất là phù hợp. Nên cái người mà người ta lễ 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Có người ta nói ta chưa từng được lại lần nào, chứ vậy mà ta lỡ ta lại được 2000 lại khi quỳ trước Quan Âm mà cầu nguyện. Lại được 2000 lại. Người ta mừng còn hơn, vậy lần sau ta lỡ lại nữa. Nếu như mà ta lỡ người ta quỳ đó mà Quan Âm không gia hộ, người ta không lại được 2000 lại, lần sau nó hơi nghỉ đi. Mệt quá trời mệt. Hiểu không? Nhưng nhiều người mình lại lâu rồi, mình lỡ mình lại 2000 lại xong mình mệt muốn đứt hơi. Nhưng mà mình vẫn thích thú, mình biết đó là lợi ích nên lần sau mình vẫn đến lại. Vì mình đã quen rồi, mình thích rồi, mình đã biết là sự lợi ích rồi. Còn người ta chưa biết chỗ này à. Nên những điều chia sẻ này quý vị thấy nó cởi mở tâm tư cho chúng ta. Rồi mỗi người chúng ta tu hành mình cũng có cầu cái điều mà quyền ảo bên ngoài. Nên tại sao mà cái pháp hội chia sẻ Phật pháp của chúng ta và pháp hội tu của mình nó bình yên? Trong cái pháp hội tu này không có bao giờ cái chuyện mà hương linh, đồ nhập xác, đồ la lối sùm. Vì người ta giải mã hết trơn rồi nhập gì nữa. Và những con người ở đây được nghe gì á, tâm lực, trí lực, nguyện lực quý vị nó phát lên mạnh quá, ai nhập gì được. Còn quý vị mà nếu mọi vị không được nghe pháp, tâm lực, trí lực, nguyện lực nó không phát lên, người ta nhập quý vị đó. Tại vì mơ mơ hồ hồ, quý vị giống như sống trong sương mù vậy đó. Vì không biết đâu là đường hướng đi đến. Nên từ nơi đó mà ta mới nhập quý vị. Còn cái người mà đã có đường hướng rõ ràng rồi, tâm lực, trí lực, nguyện lực phát lên, hương linh nào mà nhập quý vị? Vì rõ ràng á thì không có ai mà người ta nhập quý vị chứ. Nên á, đông người gì mà không có ai mà cái chuyện mà hương linh nhập. Mà trong đây cũng nhiều cô mang nghiệp phá thai chứ. Nhưng mà quý vị nhìn có những cái pháp hội sao mà ta nhập tá lả âm binh chứ. Nhập mà đến nỗi mà ginh người ta đi chắc đóng đóng. Thì thấy rõ ràng luôn nè. Mà người ta lại thích chạy lên chỗ đó người ta tìm. Bậy quá. Phật pháp mà gặp cái kiểu đó ai mà ham, sợ muốn chết được. Đúng không? Nhìn thấy ghê quá. Mình ở nhà không thấy nhập mà tự nhiên mình chạy vô chùa bị nhập à. Bây giờ mình đi vô chùa người ta nghe pháp rõ ràng. Người thì lo tu theo người, mà hương linh lo tu theo hương linh. Quan gia chế chủ lo tu thôi, quan gia chế chủ. Bây giờ ở cõi đời này mà cứ đeo đẳng đòi nợ nhau hoài, đòi nợ nhau hoài để khổ đau đời đời hả? Chúng ta bây giờ hận ai đi mình khổ không? Mình trách ai của mình khổ không? Mình giận ai của mình khổ không? Những đức nói cho vị nghe này, trách khổ nhẹ hơn giận. Trách nó nhẹ hơn giận. Giận nó nhẹ hơn hận. Hiểu không? Hẳn á nó nhẹ hơn thù. Hiểu không? Trách giận hận thù. Thù là ghê nhất. Hiểu không? Nên bây giờ người còn sống ngồi đây mà chưa hương linh hay quán thân cháy chủ hay là nghiệp quá thai, bây giờ nghe như Đức nói điều này nè, thôi buông xuống đi. Mình bây giờ trong cái lục đạo luân hồi này khổ quá.
Đời này mình may mắn thay, mình gặp những pháp hội gì, mình gặp ông thầy ông chia sẻ tịnh độ cho mình nghe gì, thôi mình buông xuống đi. Không lẽ đời đời kiếp kiếp mình phải mang cái tâm dặn hặn thù hoài làm sao? Vì thì đời đời kiếp kiếp chúng ta cứ trôi lăn trong lục đạo, mà thường đi vào ba đạo. Ba đạo thời gian dài lắm. Nên hương linh á, vì nghiệp phá thai á, còn quán thân trái chủ đi theo những người này nè, như những đức cũng có nữa. Ta đang chờ cơ hội. Lúc nào mà ta thấy ta xử lý mình được là ta xử lý liền à. Nên phần âm á, người ta có ngũ thông, người ta nhìn ra được lúc nào người ta báo thù quý vị. Còn lúc nào mà chưa báo thù người ta không có dám đụng vô, đụng vô không có được. Con người mình nó có thần khí, khi nó còn dày thì nó phát sáng. Nhưng khi thần khí mình nó hết á thì nó u ám lắm. Quý vị thấy cái người mà người ta gần chết nhìn ta u ám, hoặc con người mà hết phước thì u ám. Vì nhìn con người mà ta đang đương thờ, này là chưa nói tu gì đâu, đang đương thờ làm ăn được, đang phất lên, quý vị thấy người ta sáng. Nhưng mà khi con người hết thờ, quý vị thấy người ta tối. Ta thần khí, vận khí đang phát triển thì sắc diễn sát. Còn khi vận khí này mà nó bị tiêu mất thì con người nó xám xịt. Thì lúc đó đó, người sống xem thường, người mắt quan gia trái chủ ập đến, dập đến, xử lý vị. Nên câu miền Tây ta nói là dậu bể dìm leo. Thấy không? Giống cái cây đã yếu rồi mà nó còn bám lên cái cây này cho ngã cây này. Nhà mình đã nghèo rồi mà còn bệnh hoạn tùm lum, thấy chưa, có không? Nó đã bệnh hoạn nè, nợ nần nè, mà nó còn xảy ra nhiều vấn đề của gia đình nè. Đến mức mà quý vị bế tắc luôn, quý vị nghĩ trời, thê thảm tâm trạng quá. Nhà đã như vậy, vợ ung thư chưa xong, bây giờ chồng tiếp tục bị bệnh tiểu đường. Rồi đứa con bị vừa bị xe đạp đụng. Người ta còn vận khí xe Honda đụng không sao, xe hơ đụng cũng không sao, mà người hết vận khí rồi xe đạp đụng mà chở vào thương, xe đạp đụng mà gãy chân mới ghê chứ. Còn người còn cái vận khí xe hơ đụng không sao. Này là nói mắc cười vậy chứ thật sự quý vị đó. Khi cái người mà vận khí người ta còn tốt á, tai nạn đến với người ta nó giống như nó dội ra vậy. Cái phước báo á, che chở dội ra. Còn mình mà vận khí mình hết á, phước báo mình kiệt á, nó khiều nhẹ mình cái cũng té gãy tay gãy chân. Cái bà bầu ăn đẻ, bà đi ngang, bà nắm giặt áo mình, bà quẹt cái gì mà té gãy cái tay. Bà bầu không có sao chứ, mà mình thì gãy tay, vô duyên chưa. Rồi đang đi về vận khí hết, tự nhiên đạp cái cùi xài hay vỏ chuối, té một cái, đập cái đầu vô cái lu, bể cái đầu. Vì đâu mà nó xui rủi, cái tháng này nó xui ác đạn. Vì đâu mà đạp cùi xài cũng té bể đầu, đạp vỏ chuối cũng té gãy tay. Vì sao? Vận khí nó hết. Hiểu chưa? Quan gia trái chủ người ta bên cạnh mình, sát bên mình á, người ta thấy mình vận khí hết, đi đến chỗ đó nó khiến mình đạp lên vỏ chuối. Cái vỏ chuối bị đạp không có té nặng đâu, nhưng mà cái thế vị nó bị mắc ập với vị luôn, nên té gãy tay gãy đầu diêm so nào. Này là nói mà dễ nghe đó nghe. Vận khí hết đi rồi sẽ biết à. Còn đương thờ vậy nè, nói nè, họ nghe vỗ tay ầm ầm, mắt nhìn long lanh, thái nhìn đúng không. Nhưng khi vận khí hết đi, vận khí hết đi rồi bị chán chường liền, chán chê liền. Bây giờ mà gặp đến ngồi gần cái là thấy thích lắm. Giờ những đức đến ngồi gần đi thấy thích lắm.
Nhưng mà khi vận khí hết rồi, làm bậy làm bạ đi, rồi mình chán chê người đó, mình gặp người đó là mình trong lòng mình mong muốn họ tránh xa mình đi. Trong cái cuộc đời này, nghe quý vị, thịnh suy là lẽ thường tình. Nghĩ được điều này thì lương tâm mình sẽ nhẹ nhàng thôi. Trong con đường tu hành, từ ban đầu mình đến với Phật Pháp mình là ai? Mình nhờ Phật Pháp mình được cái gì? Rồi một ngày nào chúng ta không còn được cái gì nữa thì chúng ta hãy nghĩ mình trở lại ban đầu đi. Ban đầu mình cũng là sống, vì thì trở lại ban đầu mình cũng phải sống. Đó. Nên người khôn khéo á, khi thịnh thế á, mình cũng phải tập sống cái lối sống bình thường lúc chưa thịnh thế. Để khi mình không còn thịnh thế thì bản thân mình vẫn sống như thở nào. Đó mới là người trí tuệ. Đừng có để cái danh cái lợi nó hước mình cao 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 lên, phát 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 lên, rồi mình đứng ở trên cao phát 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 phát. Người khôn khéo á, khi mình lên được cao mình nên đi xuống lại, mình chơi với người tầm thường. Để khi mình không còn thịnh thế, người bình thường vẫn còn thương mình. Đây là cái quan trọng lắm. Ngày xưa khi mình nghèo á, nhiều bạn nghèo chơi với mình. Mình giàu mình không nhìn bạn nghèo. Rồi sau này khi mình thất thế xa cơ, giàu cũng bỏ mình mà nghèo cũng khạc nước miếng mình, thì mình sống ở đâu? Nên người xưa người ta khuyên mình, giàu sang đừng quên thở cơ hàng. Có vàng nên chia cho người khác dùng bớt. Nên quý vị coi Nhận Đức á, sống Nhận Đức cũng nói đây nói thật lòng. Trong cái thời điểm này quý vị biết, như chùa mình á, Phật tử đông, nhiều người thường thành nhiều, mà nói về cái việc mà cúng dường trong cái thời cuộc này đã là quá ít. Ít lắm. Nhờ Phật sắp xếp gia hộ làm sao thì mới sống nổi. Nó thiệt cái vị luôn. Chùa mình mà nói mà ngày mà nói mà 20-30 triệu thì thôi bị nhịn đói luôn. Nhịn đói thiệt á, cho vị biết á. Vậy đó. Mà những đứa cộng tu ở bên kia bển, nội mà những đứa tặng cho người ta thôi, nó qua bao nhiêu lần. Mà tại sao như Đức làm điều đó? Vì mình nghĩ rằng thôi mình có cơm ăn, mình cũng chia cho người ta miếng cháp. Nhờ chia cháo đó mà một ngày nào mình cũng sẽ có cháo ăn, chứ không đến nỗi tuyệt vọng. Hiểu không? Còn nếu như bản thân của mình á, có ăn á, toàn là mình để dành cho mình ăn không à, rồi mình ăn hết rồi mai mốt lấy gì mình ăn. Nhìn xa trông rộng, cái đặc biệt nhất là chia cho người ta ăn bớt á, thì mình sẽ có ăn hoài. Đó, nó đặc biệt. Nên hồi tối những Đức hướng dẫn cái lớp đạo làm con á, con người mình sống làm sao mà nó thịnh tâm á, thịnh với con người là nó không đến nỗi bị xuống dốc. Thịnh tâm là gì? Là con người mình thường sống vui vẻ an lạc. Thịnh với con người là gì? Là tình cảm đối với con người không bị sa sút. Quan trọng lắm nha quý vị. Mình đương thờ á, thì kẻ đón người đưa. Nếu như một ngày nào mình hết thờ, mình đi sớm về trưa một mình, đừng có nói chuyện giỡn. Mà cuộc đời của người ai cũng đi đến ngày đó chứ nha. Ví dụ như người này là hoa hậu ngày xưa đẹp, ai cũng đưa đó. Mà một ngày nào già rồi ai đón đưa? Rồi tình cảm con người chúng ta sống với ai đây? Lúc mình đương thờ mình coi thường bao nhiêu con người, là chửi mắng người ta. Rồi cái lúc mà mình hết thờ, mình si kiệt, rồi lúc đó ai thương quý vị mà quý vị có con người giúp đỡ. Chúng ta nên nghĩ một ngày nào mình già yếu, một ngày nào bản thân mình cũng si kiệt,
ở cõi đời này thịnh suy mà. Tại sao chúng ta không lường trước sự việc đó? Nên mỗi người học Phật của chúng ta, mình nên học Phật làm sao á mà mình sống mỗi ngày có niềm vui, sống có đạo đức. Giữa con người đến với con người nên có một cái tâm chân thật. Cái tâm chân thật đó đó giúp đỡ quý vị rất là nhiều. Người ta cũng thương quý vị, nhiều người ta thương quý vị. Mỗi người ta đem lượng hộp gạo cũng có được nồi cơm. Đây nói là hộp gạo thôi đó. Ta thương rồi thì ta cho mỗi người hộp gạo cũng có nồi cơm nữa. Còn nếu người ta không thương mình, nước người ta còn chưa cho, đừng nói chi gạo. Đó, nên á mình sống như vậy là hạnh phúc quá rồi. Mình biết được Phật pháp, mình cởi mở tâm tư, rồi mình sống như ngày tháng, mình có phương hướng đi về tốt đẹp. Đó là thế giới cực lạc. Hạnh phúc nhất là thế giới cực lạc. Rồi quý Phật tử, quý vị coi ở ngoài đời, quý vị thấy không? Lam lũ làm lụng ai cũng vậy chứ. Thứ bảy chủ nhật đi vô đây bằng áo lam ngồi tu chứ. Mỗi một người ở đây nè, những ngày thường quần này áo nọ tá lả âm binh. Tại vì sao? Vì công việc làm của mình mà mình phải hiện cái tướng gì đó. Nghề này, nghề kia, nghề nọ. Rồi lúc đi vô đây thì gương mặt hiền, cười mím mím, nói chuyện dễ thương, gặp A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Nhưng mà những ngày thường khi làm ăn buôn bán với người ta, có khi quý vị không có khác gì cái người thế tục chút nào chứ. Phải không? Hãy bình tĩnh suy nghĩ lại đi. Quý vị bị cái thế tục nó lấn áp. Nên mình hiện cái gương mặt thế tục, cố gắng duy trì được cái tâm niệm Phật, để đừng có hiện cái gương mặt thế tục như thời xưa. Hiểu chưa? Tại mình đã học Phật rồi, nhưng mà do bị người ta áp đặt mình quá, nặng nề quá, nhiều cái buôn bán đồ trả giá trên trời dưới đất, nó bắt buộc mình phải làm sao đi kiếm cuộc sống sinh nhai. Mà mình trở thành một con người mà có khi phải tạo nghiệp. Đó, quý vị thấy không? Cái nhân ở cái cõi đời này để gây dựng tạo cái nghiệp cho chúng ta nhiều chưa? Bao nhiêu cách. Nên mỗi một con người mình á, mình nghe đạo rồi, mình nhìn cái vô thường á, mình nhìn cái vô thường cái cõi đời này nè, cuối cùng sanh rồi diệt, sống nhất định phải chết. Ai cũng phải không, không ai tránh khỏi đâu quý vị. Không ai mà tránh khỏi cái quy luật sinh tử và phải chết đâu. Hiểu được nguyên lý này chúng ta sẽ hiền lắm. Mình càng ngày mình càng hiền à. Cái người mà biết rằng một ngày là mình sẽ chết, mình sẽ hiền lắm. Bây giờ những đức nói thiệt nha, người nào mà ngồi ở đây đi, hung dữ còn hơn bà chằn lửa vậy. Nhưng nếu bà biết rõ ràng ngày mai bà sẽ chết, tức khắc giờ này bà sẽ rất hiền, đúng không? Vì mình nghĩ ngày mai mình chưa có chết, mình còn lâu nên mình hung dữ, đâu có chịu thua người ta đâu. Chứ nếu như mình nghĩ ngày mai mình chết, mình sẽ hiền. Nên tại sao Ấn Tổ ghi cái chữ chết để trong phòng? Là để nhắc mình hiền đi, đừng có đi đấu đá làm chi, đừng có tranh giành chi. Ai hơn mình kệ người ta, mình lo nuôi dưỡng cái tâm giải thoát. Mà ghi cái chữ chết để nhắc nhở mình, chết sắp đến rồi, lo tu đi, đừng có nên chăm thọt hung bạo giành giật chi nữa. Phải không? Chữ chết là có nguyên lý ý nghĩa đó đó. Đó, nên mỗi người mình giờ ngồi đây còn khỏe lắm, bốn mấy năm mấy đồ khỏe mà chưa đâu. Vô chùa tu nghe thầy giảng giảng vậy thôi. Mai tao ra chợ biết tao. Hiểu chưa? Nó có lần những đức á, đi ngang một con đường nọ, gặp một cô Phật tử ở đây nè. Vậy nó nói, ủa, cái bà này từng nào cũng vô nghe mình giảng mà ta. Bà đứng bà bận cái quần đùi, cái áo thun cao tuốt ở trên, mà bà đứng với bà làm cái gì mà bà xỉ xỏ người ta, bà chửi quá trời. Vậy nó nói, trời, cái bà này mỗi tuần mới đến mới nghe pháp, nhìn bà hiền thấy ghê mà. Hôm nay sao phải giữ cái trợ. Đó, vậy thấy không? Cái cõi đời nó lắng áp,
cái tâm tu của mình. Cái tâm tu mình được có một chút gì thôi mà cái cõi đời ác thế này nó nặng gì nè, nó chùm lại. Còn cái thế giới cực lạc đó là cái thiện nó to gì nè, cái thiện mình về cực lạc có một chút mà mình về một cái cảnh giới thiện nó chùm lại cái thiện nhỏ mình luôn, xung quanh toàn là thiện không à. Thì tự nhiên con người mình nó khoát thiện mau, vô cùng mau luôn. Còn ở cái cõi này mới khoát thiện có nhiêu à, vậy mà cái ác nó nhiêu đằng, nó chùm cái thiện mình lại, xung quanh toàn là ác không. Cuối cùng con người mình ác luôn. Ghê không? Nên cõi này bởi vì mới nói rằng là một ngày một đêm tu ở cõi ta bà 100 năm thế giới cực lạc vậy, nó trở ngại quá trời luôn. Cái mà mình là người tu á, mà mình hung bạo lên là ngay cái này nè quý vị, ưa bị bệnh này nè. Mình đi làm thiện, mình đi tu, mình đi giúp nhiều người quá mà mình bị gạt. Mình quay cái tâm là mình tức, nghỉ tu. Bà nó ra, tu hoài, làm bao nhiêu thiện, bà hiền lắm rồi đó, vậy mà trả lại cho tôi được cái gì? Rồi cuối cùng gia đình tôi bị như vậy, rồi tôi bị gạt nữa nè. Mà ai gạt tôi? Người tu hành gạt tôi. Tức quá, giờ bà không có hiền nữa. Thấy không? Cái này ghê lắm nha quý vị, cẩn thận đó nghe. Cẩn thận đó. Phải nhớ kỹ nè, muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau xem nhân đời này. Cái gì cũng có nhân có quả nghe, chứ không có bỗng không mà ai gạt mình đâu. Nó không có nhân làm sao có cái quả đó. Mình cũng đã từng gạt người ta nên đời này người ta mới gạt mình đó. Nếu thật sự muốn giảng sanh gì cực lạc đó, thì gạt luôn đi. Mày muốn gạt thì mày gạt đi, thấy không? Mình niệm Phật, gạt mình cứ niệm Phật, cuối cùng mình bay phất phớ trên trời. Còn nó thì nó gớt phất phớ dưới địa ngục. Vị coi vì chờ ngày đó thì rồi quý vị mới thấy quý vị hạnh phúc. Nhưng mà những đức nói với quý vị nghe, quý vị mà nhẫn nhịn rồi quý vị hạnh phúc dữ lắm. Hiền rồi nó sẽ an vui vô cùng luôn. Còn đấu đá là bắt an liền, nó thiệt luôn á. Mình đấu đá là mình bắt an liền à. Nên như đức từng kể cho quý vị nghe câu chuyện thấy không? Cái tên này nó mạnh thấy ghê luôn, nó quýnh 3-4 người. Quá trời ai cũng sợ nó chứ. Nhưng mà đi đâu cũng cầm theo cái cây để bên mình. Thằng kia hỏi: "Ủa, anh giữ vậy mà sao cầm cây theo chi vậy?" Nó: Giữ chứ, lỡ nó bu lỡ đánh tao còn cái cây thủ." Còn cái thằng kia rất là hiền, nó thường bị tan hiếp, nhưng nó đi ra ngoài nó bận đồ, nó không cầm theo cái cây nào chứ. Người kia hỏi: "Ủa, sao mày không cầm theo cây theo để mày thủ thế?" Nó: "Thôi, tao có muốn hại ai đâu, mà tao nghĩ ai hại tao, thôi mặc kệ." Thấy chưa? Nên mình thường muốn hại người ta thì bản thân mình sẽ sợ người ta hại mình. Còn bản thân mình không có hại ai chứ mình sợ ai hại mình. Và mình cũng chấp nhận người ta hại mình luôn nữa. Vì sao? Vì mình muốn về cực lạc. Chỉ có vậy thôi. Mình muốn về cực lạc thì ai muốn hại hại đi. Nhưng mà xin thưa quý vị, ở cõi này thưa quý vị đã vui rồi. Ở cõi này mỗi ngày vì sống vì đã an lạc đặc biệt rồi, 100% luôn. Từ khi những đức học Phật mười mấy năm nay, những đức càng học càng vui nè. Và càng học hình như những đức cảm thấy mình càng dễ tính. Càng học càng vui mà càng học càng dễ tính. À, vì thấy ngày xưa những đức giảng á, quý vị nghe cũng hay, nhưng mà nhiều câu giảng của những đức làm cho người ta cảm thấy bực mình những đức lắm. Hiểu thì thấy thích, nhưng không hiểu thấy phản cảm. Từ gương mặt cũng thấy phản cảm hơn bây giờ. Mà người ta như vậy mà càng ngày á, thì càng đỡ phản cảm là đúng rồi. Những đức không có hiện cái tướng, cái bộ mặt bên ngoài nhìn hiền, mà trong tâm lại chọt sau lưng. Những đức không chơi cái đó quý vị, nói thật lòng luôn. Nhưng những đức hiện ra một cái tướng thật lòng của bản thân mình, là ngày xưa mình không hiểu sao mình cứ làm nhiệt tình với cái tính của mình vậy đó. Rồi mình hiểu được một chút thì mình sửa một chút. Cả đời mình hiểu một chút thì tôi sẽ sửa một chút. Tôi thấy cái điều đó tôi coi lại thấy không có được thì tôi sửa. Tôi sửa từ từ, cả đời tôi sửa từ từ cũng tốt, đúng không?
Chứ tôi không có cái tâm mà chơi sau lưng hàng mọn, không có chơi cách đó quý vị à. Không có thích như vậy. Con người mình đã là như vậy rồi nên mình sống á, con người mình ai cũng có cái sai quý vị à. Nên những buổi giảng của ngày xưa những đức quý vị nghe rất là thật, nó có rất nhiều cái như đức đã nói hết trơn rồi. Nhưng mà những cái nói đó nó cũng có cái đụng chạm với người ta đó. Bây giờ từ hôm nay là ngày mùng 3 tháng 4 2023. Hiểu chưa? Tôi đứng chính lại từ hôm nay mà tôi mà đụng chạm ai đó là từ hôm nay tôi có lỗi. Vì tôi đã biết rồi. Còn từ bây giờ dài về sau mà tôi nói đụng chạm ai là cái đó của năm xưa. Nhớ nghe. Cái của năm xưa. Nếu mà tôi đụng chạm ai tôi xin lỗi. Đúng không? Còn từ giờ tôi hiểu là tôi cũng mong nuôi người già thôi. Cuộc đời tôi cũng không cầu gì hết trơn á. Cũng không cầu chùa cao Phật lớn gì hết. Chỉ mong mấy bà già đi theo tôi, chúng đi theo tôi hơn 1.000 người, người ta được bình yên là tôi cảm thấy mừng rồi. Rồi cảm thấy rằng hàng Phật tử mỗi tuần về đây những đức nhìn mấy cái bà này, mấy bà vui tôi cũng mừng cho mấy bà. Cái này là nói rất thật lòng luôn á. Thấy họ đường gì mình cũng mừng. Rồi thấy mấy cháu ngày thứ bảy nó gì, nó tung tăng xung quanh chùa, mình nhìn nó mình mừng. Vì ngày xưa mình tuổi với nó mình đâu có được như vậy đâu. Giờ nhìn nó được gì mình mừng giùm cho nó thôi. Còn riêng bản thân tôi từ hôm nay tôi không có nói mấy cái chuyện khác nữa. Còn cái năm xưa lấy đó mà là tham khảo kệ mồ nữa. Nó đủ hết trơn rồi, tôi nói hết trơn rồi. Giờ tôi là ngày nay là ngày mùng 3 tháng 4 nhớ nghe. Chưa có triệt để nhưng mà tôi được 7 điểm. 3 với 4 là 7. Trên trung bình. Hiểu chưa? Đó nó rõ ràng đó cho nghe đó. Thật sự mà nói con người ta còn trẻ, ai mà không có những cái giây phút háo hức của nội tâm. Đúng quý vị, con người trẻ mà không háo hức sao là người trẻ? Người trẻ mà không háo hức là ông già, không đúng. Người trẻ nó phải háo hức. Nhưng mà những đứa háo hức mấy cô trẻ cũng phải. Thiệt mà. Chứ mấy cô sao thích mấy ông già? Thích cái người đàn ông mạnh mẽ háo hức đúng không? Háo hức Phật pháp á nghe. Hiểu không? Nói bây giờ quay phim bị coi xuống phải sồn sồn nhiều không? Cùng tuổi nhiều ghê. Gọi là cùng tần số. Hiểu không? Đó, không kệ mình nói vậy đi. Thật sự mà nói con người chúng ta là phàm phu mà. Phàm phu đang tu hành. Ông Hòa Thượng ngày cũng dạy như Đức, ngày cũng nhắc như Đức hoài à. Ông giảng á, đừng có dính tới chư Tăng, chư Ni. Đừng có dính tới nhà nước, chính quyền. Hòa Thượng dạy như Đức hoài á. Mà mình cũng không có muốn dính tới, mà lâu lâu tự nhiên làm nghiệp duyên gì nó khởi lên. Bởi vì mới nói là cái cảnh cõi đời này nó hiện trước mặt quý vị á. Nó lễ lọc đồ lạng lạng trước mặt quý vị. Còn bao nhiêu người tâu lên cái này cái kia, nó đi vào tâm quý vị á. Đó. Chứ mình cũng biết rằng chuyện ai làm người đó chịu. Nhưng mà đi đến cái cảnh giới mà nó lạng lạng trước mặt mình cũng thấy bực bình. Đúng quý vị. Đó. Thấy không? Cõi nó về nó dễ tạo nghiệp. Đó. Từ hôm nay mình cũng cố gắng mình niệm Phật để xác định nó sâu một chút. Không giỡn đâu trời. Với thêm nữa công việc cho Đức nhiều quá. Việc những đức mà người ta tâu lên nhiều lắm. Không phải giỡn đâu. Hết người này nói này tới người kia nói kia nhiều chuyện lắm. Như Hòa Thượng mình đi cũng nhiều người đến tâu cho Hòa Thượng này kia nhiều lắm. Nên cái sự kích động của người trên nó nhiều lắm quý vị. Nó... Nhưng mà những bài giảng hồi xưa của những đức là nó làm cho quý vị tham khảo đủ hết trơn rồi. Phật tử quý vị cũng đã hiểu hết trơn rồi đó. Từ hôm nay không cần nói mấy vụ đó nữa. Nói thế giới cực lạc đi. Rồi mình an lạc mình vui đi. Mình gặp nhau mình vui là được rồi. Mình thấy mình vui là cũng hạnh phúc rồi. Thời tiết nóng gì mà vui cũng đỡ nóng ghê. Đúng không? Đó. Thấy vui vẻ, nhẹ nhàng. Đi hổm giờ vì thấy những đức giảng nói thế giới cực lạc không đúng không?
nhẹ nhàng nữa chứ. Nó có khi những đức giảng là cái tâm những đức nó háo hức mạnh lắm quý vị, nó kích động gì cái sự tu hành mạnh lắm, nên từ nó đó mà nó nhìn cái âm điệu nó tự nhiên cao, âm điệu cao quý vị, cao vọng á. Mình trẻ mà cao vọng quá người ta cũng không thích, nên từ nơi đó thôi mình hạ vọng hước cho rồi. Không mà nó hạ vọng được là mình nghĩ gì chúng á nghe quý vị, nghĩ gì người ta đó chứ không có cá nhân mình là mình chơi liền á. Cá nhân mình nó có gì đâu sợ, nhưng mà mình nghĩ gì bao nhiêu con người ta đi theo mình là mình thấy thương à. Mình nhìn các cụ cái là những đức cái gì những đức cũng bu được chứ, các cụ già đi về đâu giờ đây. Tại vì sao? Vì những đức biết cái vai trò những đức là thương lo cho các cụ, những đức làm được cái duyên này. Chứ nhiều anh em trong chùa mấy ông có làm được, những đức chỉ đạo thôi, chứ mấy ông có đứng ra mấy ông làm được cái chuyện nuôi cái cụ già, nói cụ bà không có nghe, ngộ vậy đó. Nhưng mà những đức chỉ cần phớt ngang cái thôi là bà sợ lắm. Mà bà thích những đức mà bà lại sợ những đức mới ngộ quá chứ. Mấy bà cụ bà rất thương những đức mà bà lại sợ, thì vì bà thương mình, lo cho bà thương mình quá nên bà sợ mình buồn. Bà sợ những đức buồn lắm á. Chúng trong chùa mình đi, họ mà thấy những đức bị gầy hay bị cái gì một cái đi, họ buồn dữ lắm. Chứ bị biết đó, tại vì họ quý mến mình quá. Thêm một cái là những đức sống gần gũi quá, sống quá gần gũi với các cụ. Đây là nói 100% luôn quý vị. Sáng nào những đức cũng ăn cơm chừng 7-8 phút à, là những đức chạy xe vòng chạy qua thăm cái cụ già yếu. Một tháng như một ngày, một năm như một ngày, có ngày nào những đức không qua thăm mấy bà già yếu chứ ha. Ngày nào cũng dành thời gian 10 phút chạy qua chơi các cụ, chọc mấy bà cụ cười, xong cái sắp sửa đi về hỏi các cụ chúng ta niệm Phật đi về đâu, ai muốn giảng sanh đưa tay lên coi. Mấy cụ phải đưa tay lên, cứ tập vậy hoài cho các cụ, cứ tập vậy hoài vậy đó. Tại mình thấy thương mấy bà già, nó mà mấy bà cụ phải gặp mình qua là phải vỗ tay phải mừng, cứ là như vậy. Tội nghiệp các cụ. Nhiều người vô chùa mình ý vị, người ta ở nhà người ta giải quyết chuyện nhà hết rồi, tiền bạc cho con cháu hết trơn. Vô chùa mình các cụ đâu có tiền đâu, không có gì nữa chứ, không có các bạc nào hết chứ. Nên đời mình lo cho các cụ, mình còn trẻ mình lo hết cho người già này chăng, có khi duyên mình cũng chưa chết nữa. Thì mình cố gắng đi, mình làm được những điều này mình thấy mừng quý vị. Mừng là mình nhìn mấy bà già bà hạnh phúc, rồi mua bánh kem rồi cho bà ăn, bà ngồi bà múc bánh kem bà ăn, mình đứng mình nhìn, mình ngồi mình nhìn thấy mình có ăn gì đâu. Những đức thì vì biết cái tính những đức ít ăn đồ ngọt, ít ăn nước cái này cái kia, nước ngọt không có uống. Những đức đi tu những đức trà cũng không uống được nữa, cà phê đâu uống được đâu. Nhưng mà mình thấy cái bà cụ bà ăn được, mình thấy mình mừng giùm cho bà. Mình nhớ đến cha mẹ của mình ngày xưa, quý vị biết rằng cái bánh kem còn chưa có ăn. Đời ba mẹ những đức là khổ nhất. Nên mình nghĩ bây giờ mình nuôi các cụ già cũng như cha mẹ của mình, nên mình có tiền mình lo cho bà, dư tiền thì mình đưa cho hòa thượng xây chùa để cho nuôi người già. Những đức nói thiệt chứ, những đức sống với chúng mà nói gì có tiền, những đức lo chúng đầy đủ lắm. Nên những đức muốn khuyên quý vị lúc khó khăn á, có tiền nên lo cho gia đình, đừng có để gia đình phải lo buồn. Khi lo buồn là con người nó sẽ tiêu cực à. Khi con người mình mà sống không bị tiêu cực là phước nó tăng lên. Mà phước nó tăng lên là nó gia đạo nó thịnh liền. Đây là cái cách những đức nuôi chúng mười mấy năm nay, chưa bao giờ những đức làm cho chúng bất an chút nào. Lúc nào những đức cũng nói đầy đủ chứ, còn cái việc lo là để bản thân những đức lo, không có để cho họ bận tâm đâu. Thật lòng luôn á. Nên những đức mong là chắc tất cả các anh em nam á, mình là có vợ, có con, gia đình, mình là người đàn ông, là điểm nương tựa của người phụ nữ. Chúng ta đừng có để cho họ phải bận tâm chi nữa. Mình vậy người phụ nữ nó cảm thấy yên tâm ở bên cạnh mình lắm. Những đức nói thật lòng là tất cả người phụ nữ, hạnh phúc lớn nhất của người ta là cảm thấy có một người đàn ông ta nương tựa yên tâm, chứ không phải giàu sang gì đâu quý vị à. Hiểu không? Đó là điều những đức thấy rõ ràng luôn. Sống với trong chùa bao nhiêu người nữ gần gũi, thấy rõ ràng để ý luôn. Họ, cái người phụ nữ, mình tập họ sống đừng có trèo cao là họ sẽ đơn giản à. Mà họ có được niềm vui hạnh phúc là tự nhiên họ không có đòi hỏi cao. Thường người phụ nữ trèo cao là do họ không có hạnh phúc. Họ không có hạnh phúc nên họ mới đòi hỏi cái cao vọng, muốn làm chuyện lớn lao gì đó mà họ mắc hạnh phúc. Đa phần những người phụ nữ về danh tiếng là họ không có hạnh phúc.
100% luôn. Danh tiếng chỉ có người đàn ông thôi. Người phụ nữ là điểm nương tựa. Với người đàn ông cảm thấy rằng người đàn ông đã hiểu biết lối sống chút vậy đó. Vậy mà ngộ thay người phụ nữ, người ta lại bình an và hạnh phúc. Cái này là những đứa sống với bao nhiêu người nữ ở trong chùa. Rồi các cụ già cũng là người nữ chứ đã ai. Một chút những đứa lo. Đi đâu nói mua một chút, đi qua bên kia nói nấu cái này một chút. Vậy đó, tại sao những đứa nói cụ ơi thứ hai nấu lẩu với cụ ăn nghe, thứ ba nấu gì cho cụ ăn. Tại sao những đứa nói gì chứ vì đó là niềm vui đó. Không phải vì ăn đâu, mà thấy thầy lo cho mình. Không phải vì ăn mà thấy thầy lo cho mình. Lo cho mình vui hơn là còn hơn ăn. Nên đó là cái cách nuôi chúng đó quý vị. Dù đời cũng vậy, y gan à, không có khác đâu. Vì con người không có khác. Nên mình là người đàn ông á, là điểm nương tựa của người phụ nữ. Thì mình đừng có làm cho vợ mình lo âu về bản thân mình. Thật sự mà nói gì cái chuyện mà cờ bạc, rượu chè, ăn nhậu bê tha, ăn chơi, thuốc men, cá độ đá banh, những chuyện này là đều phụ nữ ta lo hết. Ta rất là lo. Dù mình có kiếm được nhiều tiền đem về, nhưng mà ta sẽ lo một ngày nào nè. Không biết ngày nào đây. Nó làm cho người ta cứ chập chờn hoài vậy đó. Nên muốn có một gia đình hạnh phúc, nó không phải là đòi hỏi cao quá giàu gì đâu. Nhưng nó là một cái điều để cho nhau được bình an, đến cho nhau được cái bình an. Những đức nói thiệt chứ, chơi với bạn thì có những khoảnh khắc, nhưng chúng ta nên dành cho gia đình mình nhiều nhất đi. Đừng có bao giờ đặt cái câu nói rằng đi ra ngoài giao tiếp thì mới làm ăn. Tôi nhờ đi giao tiếp nè nên gia đình mới đầy đủ. Bậy quá. Đừng có nói câu nói đó. Mình nói câu nói đó mà gia đình mình không vui thì mình kiếm tiền gì nhiều làm gì. Thà mình kiếm tiền ít mà mình dành cái thời gian cho gia đình mình nhiều. Người ta đang cần là mình dành thời gian cho người ta nhiều trong một gia đình á. Mà mình lại đến với người ta rồi một ngày nào mình chán người ta, rồi mình đi tìm cái này cái kia mình chơi, rồi mình lại nói mình đi kinh doanh, mình đi ra ngoài tạo mối quan hệ làm ăn. Nhưng mà mình bỏ vợ con ở nhà nó buồn, thì từ nơi đó mà sanh tâm tầm bậy. Nên gia đình khi có tiền mà lại mất hạnh phúc còn hơn có hạnh phúc mà ít tiền. Hiểu không? Nên bây giờ mấy ông đi đến đây nghe gì, rồi mấy ông khắp nơi nghe đi, mình suy nghĩ kỹ đi. Dù xã hội nó có phát triển cỡ nào phát triển, mình đừng có nghĩ rằng bây giờ mình phải làm giàu để sau này con mình không có thua xúc người ta. Bậy quá. Đời của mình phải hạnh phúc cái gia đình mình, để con mình nhìn đó mà làm theo. Đó mới là cái hay. Hay là vậy đó. Ví dụ như vợ mình đồ biết tu, chồng biết tu rồi, đâu có đòi hỏi cao quá đâu. Đâu có đòi hỏi cái gì mình phải làm giàu gì quá. Dù cho lỡ ông làm ăn không được, bà cũng không có buồn gì đâu. Nhưng mà buồn nhất là thấy ông buồn thôi. Buồn nhất là thấy ông rầu rĩ. Mà mình mang một gương mặt rầu rĩ, mình làm cho gia đình mình nặng nề. Những đứa có bao giờ mà muốn đem cái gương mặt này cho đại chúng đâu. Không bao giờ muốn luôn. Thì biết rằng trong cái thời điểm này, những đứa cũng có nhiều cái khó. Mà những đứa chưa bao giờ, những đứa đem một cái bộ mặt làm ảnh hưởng đại chúng. Tại vì sao mình biết mà. Chuyện gì của mình là có thử thách, nhưng bản thân mình đừng có làm cho người ta phải nặng nề. Đây là cái quan trọng quý vị à. Rất là quan trọng luôn. Lúc nào cũng thấy vui vẻ, an lạc, tự tại hết. Đó. Mới chuẩn bị mua chiếc xe tải ở bên chùa mới. Tại vì cái nhu cầu bên chùa mới mạnh lắm. Tại vì nó sẽ sử dụng rất là lớn quý vị. Cái nơi đó mà bị nhìn cái mô hình đó, nên mình đã lo cho con người, mình tạo một cái sự bình an cho người ta. Bây giờ mỗi bên chùa mới đều là có một chiếc xe chở quan tài. Xem chùa mới có nè, Đại Tùng Lâm có nè, bên đây có nè. Rồi mỗi bên đều có xe 16 chỗ, bên chùa nào cũng có hết. Để làm chi quý vị biết không? Sau này mỗi một cái tổ chức này nó không có chạy lang thang. Cái tổ chức mà chạy lang thang quản lý không có được. Bây giờ những đức muốn cho quý thầy mình ai cũng là người có lập trường, để cho quý thầy phải phát huy lên, thấy cái người kế bên làm được mấy ổng phải cố gắng. Chứ nếu mà ổng làm không được ông kêu phụ, ổng dở hoài. Ổng làm được ông kêu phụ, ổng dở hoài à. Nên bây giờ những đức tạo điều kiện hết rồi, làm, cố gắng mà làm, bắt làm cho bằng được. Nên từ nơi đó mà bây giờ mấy anh em ai cũng cố gắng giỏi hết.
Nên mình cái điều kiện phương tiện mình tạo dựng ra cho nó đàng hoàng hết cho người ta, để mỗi một cụ đi vô chùa mình khi yếu đi được hộ niệm, có phòng hộ niệm. Rồi đưa đi thì tại chỗ có xe, lỡ chết chùm sao? Chùa mình đông vậy chết chùm hoài mà. Bên chùa mới vừa chết, bên đây vừa chết, ví dụ. Hoặc là vớt luôn Đại Tùng Lâm chết nên là thấy ba bà chết, ba ông chết. Rồi nếu mà Bảo Tháp chết nữa là bốn người. Mà nếu mà mỗi bên mà vậy mượn xe sao mượn? Nó có trường hợp vậy mà. Chùa đông quá quý vị, có hơn ngàn người rồi. Hơn ngàn người rồi quý vị, có cái tổ chức mà 400-500 người thì chết bất tử là chết chùm là bình thường. Nó chết chùm ngon. Đúng không? Từ nơi đó mà mỗi bên đều phải chuẩn bị như vậy đó. Đúng không? Quý vị thấy tuy Nhuận Đức cũng không phải già gì, mà Nhuận Đức cũng lo nhiều cái việc, thấy chưa? Nhưng mà xong rồi Nhuận Đức quên mất tiêu. Nhuận Đức lại sống an lạc, vui vẻ quý vị. Cái Nhuận Đức có nhăn nhăn cái mặt gì đâu. Vì có bao giờ thấy vô chùa mà thấy Nhuận Đức nhăn nhăn cái mặt đâu. Nhuận Đức còn làm hài nữa nghe. Làm hài cho các cụ cười nữa đó. Tháng nào Nhuận Đức vừa làm hài cụ cười lắm. Phải cười quá trời luôn. Cười vui lắm. Nói vậy thấy không? Nếu mà bây giờ mình là người đàn ông trong gia đình mà mấy ông làm được điều đó đi, ôi ôi gia đình mấy ông hạnh phúc cỡ nào, mà nó còn giàu nữa, không có nghèo đâu. Giàu nó không có nghèo. Cái gia đình mà vui mà hạnh phúc, nó giàu nó không có nghèo. Vì sao? Nó không có xài tiền tầm bậy. Nó vui đâu có xài tiền tầm bậy đâu. Cái nào ăn là ra ăn đàng hoàng. Nên hồi tối như Đức nói á, thí dụ như giờ mấy ông á, đi ra ngoài mấy ông uống bia bọt với bạn bè đi, thôi đại mấy ông mua chai bia Sài Gòn đỏ, mấy ông kêu vợ ra gót giùm. Vợ tao sẵn lòng luôn á, thật sự luôn á. Thôi kệ, thôi nói với bà nó, bà tôi đó giờ đi ra ngoài á, có khi lỡ quán bia cho mấy em gót bia đồ. Thôi giờ tôi nghe thầy giảng rồi, tôi không có gì nữa, nhưng mà bây giờ từ hôm nay bà gót bia tôi. Hiểu không? Đó. Rồi á, vợ nửa ly, chồng một ly. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Hiểu không? Cho vợ chồng vậy rồi, nếu ăn chay thì nấu cái gì ngon ngon. Quý vị thấy gầy dựng một gia đình hạnh phúc chưa? Bây giờ gia đình mà hạnh phúc vậy thì con mình cũng được ngồi chung chơi nữa. Con mình cảm thấy mừng khi cha mẹ mình hạnh phúc. Còn nếu như mà bây giờ có những người thì gãy gánh rồi thì không có gì thì cũng đừng có nên mầm móng. Thì mình có cái niềm vui của cái cách của mình. Cái niềm vui á, mỗi một con người chúng ta phát xuất ra. Chứ đừng có bao giờ đi tìm cái bên ngoài. Người ta có được cặp đôi thì người ta vui theo cặp đôi. Mình một mình thì mình vui theo cách một mình của mình. Nó đều có cách hết trơn, đâu phải không có cách đâu. Hiểu chưa? Chứ nghe vậy rồi mấy bà mà gãy gánh, mấy bà đi kiếm gánh tùm lum tùm la mất công. Đó, Nhuận Đức nói gì thấy nghe dễ hiểu không? Phật pháp nó là gì? Là cuộc sống nhân sinh. Mà thế giới cực lạc thì biết gì sao vui không? Vì con người ta nhân sinh vậy mà vui á. Người thế giới cực lạc người ta đâu có đặt vấn đề làm ăn gì đâu. Quý vị đi coi trong kinh đi, có kinh nào mà nói thế giới cực lạc làm ăn kinh doanh không? Không có. Mà người ta dưỡng tâm người ta mà thành cái cực lạc vậy đó. Dưỡng tâm không à? Còn ở cõi đời này quý vị biết gì sao nhiều kiếp nạn không? Phá tâm, phá hoại cái tâm mình. Mà tướng do tâm sanh, hoàn cảnh này do tâm sanh. Mà cái tâm nó đã ác rồi thì hoàn cảnh này bị phá hoại, hư hoại luôn. Quý vị biết gì sao thế giới cực lạc mát không? Vì cái tâm người thế giới cực lạc không ai nóng chứ, nên nó mới mát. Bây giờ quý vị muốn cái quốc độ này nó mát lại không? Thì quý vị niệm Phật, quý vị an lạc đi, thì nó mát liền gì đâu. Cái người mà niệm Phật ngồi đây nè, quý vị niệm Phật vậy chứ quý vị cũng chưa mát gì mấy nữa. Vì vô đây mát thôi. Chứ không lẽ vì vô đây vì chữ ai? Đúng không? Vô đây chữ ai? Mà vậy đó, mà ngày mai là chữ á. Ngày mai là có bà trong đây chữ nè. Lạ vậy đó, là vì có cái nhăn. Nên cái tâm sang hẳn nó bốc lên, nó làm quả địa cầu chấn thương. Mình đang sống trong quả địa cầu như là một cái trứng vậy đó.
Mà bây giờ xung quanh toàn là nước sôi không à, để nấu cái trứng này. Nó sục. Nó sôi cái trứng nó lộn. Nên chúng ta trong quả địa cầu này giống như cái trứng. Mà mình nằm trong cái trứng đó mà nước xung quanh là nước sôi, nó nấu cái trứng của mình. Không lẽ mình nằm trong đó không nấu, mà đun lửa vô không à, nên lửa nó mới nấu cái trứng. Còn nếu như mà dập được lửa thì đâu có lửa, thì cái quả địa cầu chúng ta mát thì chúng ta sẽ mát chứ sao. Nha, rõ ràng không? À, nói cái này hơn là khoa học, mà khoa học dễ hiểu đúng không? Đó, thế giới cực lạc á, người ta cũng là một quả địa cầu. Thế giới cực lạc cũng là một quả địa cầu, mà quả địa cầu ở cực lạc là quả địa cầu co giãn. Hay ghê không? Khi mà Đức Phật A Di Đà vừa mới thành lập cái quả địa cầu ở cực lạc á, là cái quả địa cầu ở cực lạc rất nhỏ, nó chỉ một cái phạm vi nhỏ thôi. Nhưng mà cái nguyện của Ngài phát là cái quả địa cầu của Ngài có khả năng co giãn. Khi mới thành lập ra thì quả địa cầu của Ngài rất nhỏ. Nhưng khi con người mười phương khắp pháp giới về thì quả địa cầu của cực lạc bự ra. Hay à. Từ nơi đó mà có Phật đến hỏi Đức Phật A Di Đà, bạch Ngài, như vậy cái quả địa cầu của Ngài nó nằm trong một cái phạm vi của một trung tâm, vậy mà khắp nơi nơi tất cả những biên địa đều về đây, trung tâm này có chứa nổi cái số lượng con người ở khắp các nơi về hay không hả Ngài? Thì Đức Phật A Di Đà Ngài nói rằng quả địa cầu của tôi là quả địa cầu co giãn. Nói bằng từ Việt Nam cho dễ hiểu nghe không? Là dù về bao nhiêu đi chăng nữa thì nó vẫn giãn ra, không bao giờ có giới hạn. Và tất cả những biên địa xung quanh đều bị đẩy lùi ra. Từ khi biên địa xung quanh nhập vào cái chánh diện của quả địa cầu tôi. Ghê không? Nếu không thì bị đẩy lùi ra và quả địa cầu của tôi mở rộng không có bờ mé. Dù là tất cả chúng sanh của mười phương khắp pháp giới về hết đi chăng nữa thì cái sức chứa của quả địa cầu tôi vẫn không có giới hạn. Thì chư Phật đều tán thán công nhận Phật A Di Đà cao minh thiệt. Cái cao minh của Phật A Di Đà là khi Ngài ở nhân địa Ngài tu, Ngài đã nhìn ra cái quả địa Ngài ở khổ. Và Ngài đi tìm hiểu tất cả những con người đang sống trong cái quả địa mà lúc Ngài còn ở nhân địa, tất cả những cái khổ đó của chúng sanh phải mang gánh chịu. Ngài phải dùng cái nguyện để tu, để giải tất cả cái khổ đó, rồi mới thành lập ra một cái nguyện, đó là 48 lời nguyện, rồi hình thành ra cái quốc độ cực lạc cho chúng sanh được về. Quá tuyệt vời. Cái sự từ bi này kinh quá. Vì nghe thấy mát không? À. À. Mình lại biết được một vị cha lành như vậy, và tương lai mình được về cận kề cha lành này, thì vị nghĩ hạnh phúc này còn gì bằng. Chúng ta ở cõi này thời gian ngắn ngủi vô cùng, lây quay rồi thì mình đi về được bên cạnh cha lành rồi, mình còn cái gì mà mình nặng nề khổ đau nữa. Bây giờ ở đây lỡ mình gặp chồng mình đánh bịch đi chăng nữa, mình vẫn A Di Đà Phật, mình tương lai mình về bậc cha lành. Nên những Đức Vị Hển tới giờ giảng cái từ khuyên nhớ A Di Đà Phật, nhớ cực lạc hoài đó. Không biết mấy bà buôn bán có nhớ không? Nhớ thôi tiền không? Đúng không? Ngày nào cũng phải thường nhớ 10 lần, 20 lần. Đúng không? Lúc mà người ta vừa nhắc lên cái là nhớ liền, lúc đó là tính 1 lần. Hiểu chưa? Nên á, mình phải được sự nhắc nhở vậy đó. Cái quốc độ cực lạc là cùng cực an lạc, không có chuyện kinh doanh hơn thua gì đâu. Mà con người ở thế giới cực lạc, chúng ta cùng đồng một thể tướng, đẹp giống như nhau. Phước báo nhân duyên của mình thôi lớn quá. Tự nhiên về tới thế giới cực lạc thì phước báo mình lớn như Phật A Di Đà. Đúng là cái tâm Phật A Di Đà Ngài lớn gì đâu mà. Quá đặc biệt.
mình cũng cố gắng mình làm ở đây mà làm có được. Ví dụ như mình cũng mong rằng đồ ăn ở đây nấu ra cái múc ra mình cũng được ăn như vậy, mà người ta cộng tu cũng được ăn như vậy. Mình cũng muốn học Phật A Di Đà chút, nhưng mà được một phần nào thôi, nó mới được tròn vẹn. Không được tròn vẹn quý vị. Nhưng mà đặc biệt là cái quốc độ cực lạc mà về cái là Iran là vì sao? Vì cái phạm vi của Phật A Di Đà cai quản á, là cái phạm vi, là cái phạm vi đó gọi là một cái vòng công đức. Cái vòng công đức của ngài bao lại. Hay không? Nên con người nào chỉ cần lọt vào cái vòng công đức này thôi là người đó trở thành thiện. Cái khả năng của ngài đúng là ngài là giống như là ngài là nắm vận hành trong tay rõ ràng hết chứ. Ngài tự tin ghê lắm. Cái chúng sanh nó có hư cỡ nào hư, có sai cỡ nào sai, mà vừa niệm danh hiệu của ngài mà muốn về quốc độ của ngài, mà duy trì được cái tâm đó, mà đến ly khi mệnh chung chỉ cần niệm từ 1 niệm đến 10 niệm, ngài mà tiếp về thì ngài nói rằng ngài có khả năng, ngài làm cho con người này đồng hóa thành thiện. Ghê không? Đặc biệt vô cùng luôn. Còn mình bây giờ mà mình tùy tiện mình đem tùm lum tùm la đem về quản không nổi, nó quậy banh chành luôn. Mình không có cái vòng công đức đó, mà mình là lấy cảm tính để làm việc. Nên cảm tính gọi là giới hạn. Còn Phật A Di Đà ngài có một khả năng làm cho người ta đồng cảm. Vậy không? Cái hướng ngài là đồng cảm, là ứng liền. Hay. Thấy rõ ràng chưa? Nên niệm danh hiệu A Di Đà Phật là đồng cảm với bổ nguyện. Mà đã đồng cảm với bổ nguyện là ứng lợi cho quý vị liền. No. Nên từ nơi đó mình niệm Phật thường nhớ Phật là vui, là an lạc liền. Trẻ già con nít gì cũng gì cũng được lợi ích chứ. Cái lợi ích này thôi quá thù thắng. Bởi vì tịnh độ mà có tán thán hoài đi chăng nữa cũng cảm thấy thích thú. No. Quý vị nghe gì nó càng nghe càng đi sâu nghe. Giống như hôm qua như Đức kể câu chuyện mà chú Tâm Nhiên thấy không. Quý vị hãy bình tĩnh suy nghĩ. Có một câu Phật hiệu mà đang lễ Phật, đang lễ Phật luôn, vậy mà chú Tâm Nhiên nằm mơ. Đang lễ Phật mà nằm mơ. Quý nghĩ đi. Mà vừa nằm mơ một phát mà chú thấy chú bị lọt vào một con sông. Mà cái giấc mơ đó nó nhỏ như vi trần vậy đó, nhỏ không thể nào mà tưởng tượng được luôn. Như vậy mà trong cái cảnh giới đó là chú đi đến một con sông, mà con sông nó nằm ở đâu? Là ở trong cái tâm chú. Nó vừa đóng cái phần niệm Phật lại thì nó lọt vào cái cảnh giới khác liền. Và trong cái cảnh giới khác, trong nhỏ như vi trần của một tâm niệm, vậy mà nó lọt vào một con sông. Và trong con sông nó rất nhiều con người đè đầu chú nhặn xuống cho chết. Mà trong lúc đang lễ Phật mà vừa đóng lại cái tâm niệm Phật thôi mà đã hiện cảnh khác liền. Tức khắc chung một ý niệm nhỏ như vi trần mà nó hình thành ra một thể tướng. Ghê không? Rồi bắt đầu là bị đè đầu để mà nhặn cho chết. Lúc đó thì trong tâm niệm của chú thường niệm Phật, nhờ chuyên niệm Phật, nên chú nói rằng mình là niệm A Di Đà Phật mà ta sao mình không niệm Phật để cầu Phật gia hộ cho mình tai qua nạn khỏi. Chú vừa nghĩ gì chú niệm A Di Đà Phật thì tỉnh lại lễ Phật nữa. Kinh chưa? Xong tu xong hết trơn, đi về tới phòng, xách máy quay phim vô quay phim. Chú nói những đức rằng hồi nãy con như vậy, bây giờ tim còn đập thùi mệt quá, bây giờ mà còn cảm thấy mệt sợ hãi. Kể cho những đức nghe. Và hỏi Nhân Đức, nếu như lúc đó mà con chết đi thì con sanh vào cảnh giới nào? Nhân Đức nói trong 48 lời nguyện có một lời nguyện: văn danh người cặn tử nghiệp mà văn danh niệm Phật nghe Phật hiệu mà không cầu sanh cực lạc sẽ sanh vào gia đình tôn quý, thường gặp thiện pháp. Thấy không? Văn danh thôi đó nghe, không cầu sanh cực lạc mà sanh vào gia đình tôn quý, thường gặp thiện pháp. Vậy thì chắc chắn lúc đó mà chú chết là chú sẽ sanh vào cõi trời hoặc cõi người. Chắc chắn luôn, không có đọa lạc. Vì tỉnh mà, tỉnh được. Nhưng mà chú không cầu sanh cực lạc. Nhưng Đức hỏi vì sao chú không cầu sanh cực lạc chú biết không? Ông nói dạ không, vì chú còn trẻ, chú chưa nghĩ chú chết.
Ông nói dạ đúng rồi, con tin địa Phật nhưng chưa cầu sanh cực lạc, vì con nghĩ con còn trẻ, con phải phụ thầy quay phim. Nó thấy chưa, y rang luôn, kinh chưa? Bởi vì nó chết bất tử rồi sao? Đó, chết bất tử rồi sao? Rồi chúng hỏi như Đức, nếu lúc đó mà ý niệm con là con niệm Phật cầu sanh cực lạc mà con chết đi thì làm sao? Thì sanh cực lạc. Ông hỏi là thầy, thầy vậy thì một ý niệm nhỏ như vi chằng như vậy làm sao Phật tiếp dẫn mình kịp? Phật A Di Đà tự tâm mình mà ra đó, chứ làm gì không kịp. Tự tâm mình tạo cảnh của con sông và bị nhặn xuống con sông, và tự tâm mình tạo ra A Di Đà Phật, tự tâm sanh ra và tiếp dẫn. Cái thù thắng không? Từ nó những cái điểm này quý vị nhận thức được thì quý vị biết rằng là cái bổ nguyện sát bên mình luôn. Bổ nguyện sát bên mình luôn, chứ không phải là từ ở thế giới cực lạc của Phật A Di Đà bay đến đây đâu. Cái tâm quý vị sanh ra cái gì thì sanh ra cái đó. Cái tâm muốn quý vị muốn sanh ra ác thì là ra ác. Còn cái tâm muốn sanh ra thiện thì ra thiện. Còn cái tâm muốn sanh ra A Di Đà Phật thì sanh A Di Đà Phật. Tự tâm mà sanh nên bổ nguyện cặn kề. Yên tâm đi, người đã thật sự tin A Di Đà Phật rồi, quý vị đừng có lo. Đừng có lo rằng không biết cuối cùng Phật A Di Đà có tiếp dẫn con kịp không. Yên tâm, cái sức tiếp dẫn của Ngài là nhập cảnh chứ không phải là từ xa đến. Và cái sự ra đi của quý vị về cực lạc cũng là nhập cảnh nhập duyên, chứ không phải là đi bay đi. Không phải. Quý vị cứ nghĩ đây nè, từ ở ta bà mình mà tới thế giới cực lạc là 10 muôn ức cõi Phật. Như vậy thì cái không gian duy thứ này nó xa quá. Quý vị không thể nào quý vị bay từ đây về đó mà nó mau như một khoảnh tay. Nói như trong một khoảnh tay chứ thật sự không có khoảnh tay. Mà là gì? Quý vị vừa mới thọ mạng đến và theo bổ nguyện đó, nói là sự tiếp dẫn chứ thật sự thì dẫn dắt từ bổ nguyện đó là quý vị vừa mới dứt hơ thì quý vị đã ở cực lạc rồi. Hiểu chưa? Vừa dứt hơ là ở cực lạc rồi. Có nhiều người ta nói mình phải làm bằng chứng gì đi. Ông đi kiếm bằng chứng đi, giảng cho nghe là mừng rồi. Bằng chứng trong kinh Phật nói rõ ràng, pháp môn tịnh độ này chỉ có Phật cùng Phật mới hiểu tổ cùng. Ông kêu tôi hiểu tổ cùng, không lẽ tôi nói tôi là Phật? Hiểu chưa? Bậc A-la-hán còn chưa hiểu hết được Tây Phương Cực Lạc thì tụng kinh Vô Lượng Thọ phải không? Phải rằng là Đức Phật A Di Đà phát lời nguyện rằng chúng sinh ở cõi quốc độ của ta, nếu bậc A-la-hán, bậc Bồ-Tát nào có thể điếp được hết quốc độ này thì ta nguyện không thành Phật. Đừng có nói chuyện đùa, chỉ có Phật cùng Phật mới nhập cảnh biết hết cực lạc. Giảng cho nghe là mừng rồi còn đòi hỏi. Hiểu chưa? Đừng có đòi hỏi quá đáng cái chừng bị lộ. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là mỗi một con người chúng ta được nghe như vậy để tăng tính tâm là mừng lắm rồi. Nó tốt cho mình dữ lắm rồi đó. Nó được ở trong pháp hội mà nghe tịnh độ cũng là cảm thấy là quá mừng rồi đúng không? Đó, quý vị nghe thấy thù thắng chưa? Nên đừng có lo âu cái chuyện khi con bệnh đau cặn tử nghiệp của con, rồi con có niệm Phật được không? Quý vị cứ tin quý vị niệm được đi. Vì sao quý vị tin quý vị không niệm được? Mà quý vị hãy tin quý vị niệm được đi. Mình mỗi ngày mình niệm Phật, mình cầu sanh cực lạc, tại sao mình nói mình niệm không được? Mà mình hãy luôn luôn tin mình rằng là con sẽ niệm được. Phật A Di Đà vô cùng từ bi, dù con có phá thai nhiều lần, con lỡ bất hiếu với cha mẹ con làm nhiều điều sai quấy, nhưng hôm nay con thật lòng thật ý, con muốn về quốc độ cực lạc, con thật sự muốn về cực lạc. Chỉ cần nuôi cái tâm như vậy thôi, quý vị cứ yên tâm đi, cuối đời quý vị sẽ niệm Phật được. Có nhiều người nói rằng biết Phật A Di Đà Ngài có biết hay không? Ngài tự tâm quý vị làm gì không biết. Tâm Phật hay tâm ma chỉ trong một ý niệm của chúng ta mà thôi. Chứ Ngài ở đâu mà ở đâu trên cực lạc bay xuống đây? Ngài đang ở cực lạc thuyết pháp ở trên á. Nhưng mà mỗi một chúng sanh đều là có Di Đà. Đúng không? Nên Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài thành Phật rồi, Ngài nói lành thay tất cả chúng sanh đều là Phật.
Câu này là chân thật ngữ đó quý vị à, hoàn toàn là Phật đó. Còn mình là do cặp mắt chúng sanh, nếu mình nhìn họ là Phật họ chịu không có nổi. Bây giờ là một phàm phu tội lỗi này mà lỡ lại họ như lại Phật, ai chịu nổi? Sợ chạy thấy mồ luôn, đừng nói chuyện giỡn chứ. Cung kính họ điều đó là quá đáng, cung kính họ như vậy là không phù hợp. Nhưng Phật nói chúng sanh là Phật, Ngài nhìn rõ ràng tự tánh viên mãn. Hiểu chưa? Đó, nên mỗi một người mình á, khi mình nghe tịnh độ trong lòng mình nó mát mẻ lắm quý vị. Giờ này mồ hôi đổ cho nó mát quá, không còn nóng nữa đúng không? Mà sảng khoái lắm nghe. Đó, hiểu không? Vì nghe gì rồi quý vị mới thấy rằng câu Phật hiệu phải siêng niệm không? Vì quá thích, quá thích niệm Phật rồi à. Tự nhiên mỗi một câu Phật hiệu mình niệm ra là có một vị Phật à. Sao không niệm? Mình ai với đạo Phật là có một vị Phật liền đó. Không lẽ cặp mắt mình cho mình thấy? Nếu cặp mắt mình mà thấy thì dưới cái tâm phàm phu mình, quý vị nghĩ nó cỡ nào chứ? Không có cho mình thấy. Nhưng mà có không? Có. Có. Vậy thì nguyên một cái dàn người ngồi ở đây đông gì nè mà câu Phật hiểu bị niệm niệm A Di Đà Phật, 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 thì bị biết Phật bay ra như sấm sét. Phật bay gieo vậy đó. Quý vị thấy trong các vị tổ sư có một vị tổ sư, mỗi một câu Phật hiệu ông niệm ra, Đại sư Thiện Đạo hay gì với Ngài Thiếu Khang hay gì đó, mỗi một vị Phật Ngài niệm ra, câu Phật hiệu Ngài niệm ra là có một vị Phật. Và sâu như một dòng chuỗi, dòng trong cái lúc Ngài đang thuyết pháp, tự nhiên đèn bị tắt hết, tự nhiên Ngài niệm câu Phật hiệu ra, thì mỗi một vị Phật bay ra như là hào quang sáng chiếu cả một vùng. Nó bị coi đó. Có mà, có người đã làm điều đó để cho chúng ta tin rằng mỗi một vị Phật chúng ta đang niệm ra là có quang minh phổ chiếu. Đó. Nên quý vị được ngồi trong một cái nhóm người niệm Phật này nè, đông người gì nè, nên những đức nói chủ nhật thứ bảy lễ lộc mà không đến là quý vị những đức nói quý vị uổng lắm. Uổng lắm, nói thiệt luôn á. Là quý vị bị giống như mình bị thiệt thòi lớn đó. Phật tử khắp nơi nghe nè, lễ 3 ngày từ mùng 8, mùng 9, mùng 10, 3 ngày. Nó 3 ngày tu này mà không đến là quý vị giống như quý vị bị thiệt thòi. Thiệt thòi lớn nghe chưa? Thiệt thòi cho quý vị nè, thiệt thòi cho củ quyền thất tổ nè, thiệt thòi cho ông bà cha mẹ còn sống nè, thiệt thòi cho tất cả chúng sanh tặng hư không khắp pháp giới luôn. Nhớ đó. Tại vì sao? Vì ngồi đây như vậy mà niệm Phật vậy thì Phật trong miệng bay ra, bay qua, bay ra, bay qua quá nhiều. Mà Phật bay ra nhiều vậy thì hương linh vì nghiệp khóa thai hưởng được quang minh này, mà hương linh thấy rõ ràng, nên họ bay lên, họ mừng rỡ lên. Mà cái tâm của họ lúc mừng vậy đó, họ buông cái tâm hận thù quý vị. Mà khi buông cái tâm hận thù mà họ niệm có Phật hiệu, họ không còn thể tướng của thân tứ đại, họ chỉ là cái linh thức. Mà linh thức mà vừa tỉnh là nhờ cái gì? Linh thức mà tỉnh là nhờ quang minh Phật phổ chiếu. Mà quang minh Phật phổ chiếu giống như là một cái chỗ để mà cho họ ấm áp vậy đó. Mà hương linh thì thường lạnh lẽo, mà chỗ nào mà có niệm Phật là hương linh sẽ ấm áp. Mà hương linh khi được ấm áp thì thần thức của hương linh sẽ được tỉnh táo. Mà thần thức tỉnh táo thì sẽ nghe được pháp. Mà nghe được pháp thì buông tâm hận thù. Mà buông tâm hận thù thì niệm Phật. Mà niệm Phật thì Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh. Thấy chưa? Rõ ràng. Quý vị nói hương linh nào cũng được nghe pháp hả? Ba hồn chín vía đâu để đủ năng lực nghe pháp? Phải cần cái năng lực từ trường người tu ở đây. Mà những bài pháp chia sẻ tịnh độ này là cái quay lực để họ được hưởng nhờ luôn. Nên họ mới có thể thần thức tỉnh lại và mới có thể nghe pháp được. Các vị biết đó. Ồ, không giỡn đâu nghe. Bây giờ còn sống mà không cố gắng tu sau này chết á, mà làm hương linh đi sẽ biết thê thảm à. Lúc đó mà đứng bên cạnh mà khóc những đứa cũng có nghe đâu. Cho mà biết à, khóc than á. Thầy ơi, con đó nghe thầy mà con không chịu tu, bây giờ con kêu thầy không có được, mà nghe pháp nghe cũng không vô, thầy ơi thầy, nó thê thảm lắm á. Bây giờ con muốn làm việc thiện gì làm cũng không được, thầy ơi, con thấy các bạn đi tu, con thấy vui ghê, mà con là kẻ cô đơn quạnh quẻ chỉ có mình đi theo người ta mà người ta đâu có thấy con đâu. Thí dụ như giờ chúng ta đi chung 3-4 người,
mà người ta nói chuyện có hai ba người, còn một mình ta bỏ rơ, không ngó ngàng đến mình, nói người ta cũng không trả lời, vì buồn không? Buồn dữ lắm á. Nên hương linh á là người ta buồn, còn gọi là cô hồn, cô là cô đơn, linh hồn này cô đơn nên rất là buồn. Đúng không? Nên những người mà mang nghiệp phá thai, vì hãy suy nghĩ đi, rồi tạo nghiệp các cháu liền à. Các cháu nó cô đơn lắm. Ngày đây mai đó có những đêm vắng vẻ, các cháu bay qua những nghĩa địa quan du, có những bãi biển sóng vỗ ầm ầm, các cháu cảm thấy mình tuổi thân cô đơn vô cùng. Rồi các cháu về lại gia đình thì thấy anh em được nằm trong vòng tay của mẹ, rồi sáng được bưng đồ ăn cho ăn, rồi các cháu lại đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vô thấy mình cô đơn. Từ nơi cái tâm đó mà sanh ra sự oán hận, con cũng là con, vì sao đứa sanh đứa giết đi. Từ nơi đó mà cái tâm oán hận đó phải cần nghe pháp để giải tỏa cái tâm oán hận, giải tỏa tâm oán hận. Nên chư hương linh mà nghe rồi nhớ nè, đừng có hoàn toàn trách người ta. Mình cũng là cái phước duyên nó không đủ được sinh ra đời, nên mình mới bị mắc sớm. Con người đến với cuộc đời này thọ mạng bao nhiêu nó sẽ được đến bao nhiêu thôi. Còn mình vừa mới nhập thai đã bị giết rồi, là do cái quả báo sát sanh mình nó quá nặng, nên mình không có được hưởng cái phước làm người sống ở cuộc đời này. Nếu bây giờ mà mang cái tâm oán hận hoài thì làm sao mà giải thoát đây. Thôi buông đi cái tâm oán hận đó đi. Nên tất cả những người cha người mẹ cũng nên thành tâm tu để giúp cho các cháu cái oai lực càng ngày càng mạnh. Đó là cái tâm mình sám hối đó, cái tâm sám hối, phải không? Nên mỗi người mình nghe gì rồi hiểu rồi đó. Nên quý vị biết rằng lễ lọc chủ nhật thứ bảy vì dẫn ta đi tu đến đây không phải đơn giản đâu. Coi cô kia cô nói vậy nè, thầy, cái vai của con lúc trước con chưa đi đến chùa tu thầy, nó nặng dữ lắm thầy, nặng đến mức mà không tưởng tượng được luôn, mà con đi sệ luôn thầy. Vậy đó mà con lỡ đây con tu với con gì con lễ Phật nghe pháp với cái thầy, bây giờ con nhẹ sơn à. Những đức nói tội cơ thể con người mình biết bao nhiêu quan gia bám víu, tuy nó nhỏ như vi trần nhưng mà đầy hàng ngàn hàng vạn, đầy chứ. Có những cô mang nghiệp phá thai, các cô thấy không, khi nằm mơ các cô thấy đầy hương linh trên tận hư không dưới đất trên trời đầy, thấy không? Vì lực lượng đông, lực lượng đông, nên làm cho cái trời đất này bốn mùa xuân hạ thu đông bị ảnh hưởng luôn, gọi là quán khí che chướng trời đất. Nên trên bầu trời thường cứ mây đen phủ kín, mây đen phủ kín. Quý vị coi cái nghiệp phá thai biết bao nhiêu mà nói của một tháng, một năm, quá nhiều. Nghe nói đất nước Việt Nam chúng ta là một đất nước nhỏ, nhưng mà về cái thống kê phá thai cũng kinh lắm, dữ lắm, không có ít. Nên từ nơi đó một năm biết bao nhiêu mà nói, rồi 10 năm biết bao nhiêu mà nói. Nên từ cái nhỏ đó mà đầy kính hết, làm cho cái bầu trời nó thường cứ mờ mờ ảo ảo, nắng không ra nắng mà mưa không ra mưa. Nên nó ghê gớm lắm, nó không có đơn giản đâu. Nên mình mà ngồi đây cả một nhóm người vì nghe pháp niệm Phật, quý vị biết cái công đức này lớn cỡ nào chứ. Nên bây giờ có nhiều người hỏi, bây giờ con muốn cầu siêu cho người thân con cách nào? Nè, đây nè, cầu siêu là tâm mình an và không giận hờn. An là cầu an, mà không buồn giận là cầu siêu. Như vậy thì bất cứ cái sự đau đớn, khổ đau nặng nề gì mình cũng đều hoan hỷ, niệm ai với Đạo Phật vui vẻ, đó là cầu siêu. Đó là cầu siêu. Còn mình lỡ mang nghiệp phá thai rồi mà bệnh đau này kia, mình lại than van nặng nề, mình khó chịu bực dọc, là mình đâu phải cầu siêu đâu. Mình đi nhờ người ta ghi bài vị này kia chút đỉnh, chứ mình đâu có cầu siêu được cho các cháu đâu. Mà cầu siêu là từ ngay cái tâm bản thân mình, đã buộc dây thì phải tự đi mở dây. Mình đã từng phá thai thì bây giờ mình phải thành tâm mình tu, nên là mình đã buộc dây thì bản thân mình đi mở dây. Chứ mình buộc dây mà kêu ai mở dây?
Bây giờ quý vị buộc dây mà kêu những đức mở dây, những đức còn không mở, nó không chỉ là Phật mở giùm. Phật chỉ là chỉ phương pháp thôi, chứ không có bận, không có dành thời gian đi mở dây giùm quý vị đâu, không có. Tự mình làm đi. Đó, đó là những điều những đức chia sẻ quý vị. Thấy một bài chia sẻ Phật pháp tiếng mấy đồng hồ, bao nhiêu tư tưởng chưa. Nhưng mà cái tư tưởng đặc biệt nhất của chúng ta là gì? Thường nhớ A Di Đà Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Nhớ nghe. Đó là đại công đức thù thắng đó. Chúc quý vị an lạc A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.